Kính lạy thầy, xin thầy giải thích cho đệ tử đới nghiệp bản sanh. Cái này nó thuộc về dạng tính chuyên môn của những người mà chuyên tu tịnh độ. Ở đây ai tu tịnh độ, theo tịnh độ đó đưa tay lên đây. Tịnh độ không, còn mấy những người không đưa tay cho tịnh độ không nữa. Dạ, hôm nay ai là người muốn về tịnh độ đó đưa tay lên đây. Dạ hả, muốn về tịnh độ hơi nhiều một chút ha. Nước Mỹ này cũng sung sướng lắm mà không chịu ở rồi về tịnh độ. Xin thưa với các vị, cuộc đời này có sung sướng và hoàn thiện cách mấy, bản chất chẳng là đau khổ, đó là quy luật cuộc đời, không ai thoát hơn khỏi. Nhưng quá sang những mọi người khéo léo để vượt qua những thử thách và những chướng duyên và những đau khổ, đó là tùy cái cách của mọi người. Quan niệm đối nghiệp bản sanh này nó chỉ nằm trong những người chuyên tu tịnh độ, và người chuyên tu tịnh độ mới cảm nhận được điều này. Một số người, nhất là những người tu theo thiền học. Thiền học là một trong 10 tông phái của Phật giáo, và tịnh độ tông cũng là một trong 10 tông phái của Phật giáo. Nhưng mà quan điểm của những người tu thiền không chấp nhận cái quan điểm đối nghiệp vãng sanh, bởi vì người ta nghĩ là vãng sanh mà còn nghiệp thì làm sao mà vãng sanh về được. Và một vài bài giảng của các vị tôn túc tôi đã từng nghe, đó là nếu một người còn nghiệp mà vãng sanh về ở cực lạc thì không khéo Đức Phật A Di Đà sẽ phiền đưa lại trần gian một lần nữa. Đó là tôi đã từng nghe. Và tôi đã từng nghe một cái câu thí dụ như vậy, đó là một cái con chó mà bị sầm âu á, mà nó để ở dưới đất á, mà nó gãi, rồi hỏi bây giờ nó thấy nó gãi tội nghiệp quá, bây giờ bóc lên lầu 5, lầu 6 gì đó để ra trên đó, hỏi nó có còn gãi không á, thì được các vị trả lời là cũng vẫn còn gãi không. Như vậy thì bây giờ cái này, người ta một người để được đới nghiệp giảng sanh, và ví dụ như một con chó cà mau từ ở dưới mà đưa lên lầu, thì cái này nghe thì dường như nó hợp lý, nhưng mà nó không có hợp lý chút nào. Ví dụ như các vị, tôi cho ví dụ một con chó cà mau mình để dưới đất nó bị ngứa, thì mình xích thuốc mình mới đưa nó lên trên lầu, hoặc là mình vừa trị bệnh cho nó mình đưa lên lầu, cái đó là ý nghĩa nó đúng hơn, chứ không phải là một cái con chó mà nằm dưới đất mà nó gãi rồi bây giờ tự nhiên bóc lên lầu cho nó hết gãi. Cái chuyện đó nó không có hợp lý, bởi vì mình thừa biết rằng muốn trị bệnh đó mà phải có những cái thuốc. Mà người tu tịnh độ cũng vậy, không phải tự nhiên mà được vãng sanh, dầu đới nghiệp người này cũng phải tu mới được vãng sanh, chứ không phải là tự nhiên mà vãng sanh được. Và điều này tôi mới thí dụ các vị thấy, đới nghiệp vãng sanh là một thuật từ của Phật giáo mang cái nghĩa tán tạng. Khi mà dịch ra nghĩa Việt của chúng ta, đới là gì? Đới là đeo mang. Đới là đeo mang. Nghiệp là gì? Là tất cả hành động thiện ác của chúng ta trong cuộc đời này. Vãng sanh theo một nghĩa của tịnh độ là được vãng sanh về cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đới nghiệp bản sanh là còn đeo mang nghiệp chướng của trần gian, mà khi chết vẫn được giảng sanh về cảnh tịnh độ A Di Đà. Các vị hiểu cái từ này chưa? Nói vậy các vị thông cảm chưa? Như vậy các vị nào ở đây đồng tình và hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta khi tu tịnh độ đều có thể chưa dứt trừ tất cả tham sân si tham dục ái nhiễm gì đó của trần gian mà vẫn được giảng sanh theo nghĩa đới nghiệp này, đưa tay lên. Còn những người không đưa tay lên thì sao? Là chưa hiểu. Xin cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, thông thường chúng ta hay hiểu lầm giữa cái từ niết bàn và cực lạc. Vì hiểu lầm từ niết bàn của cực lạc, cho nên những người nghiên cứu và những người tu thiền không chịu chấp nhận cái từ đối nghiệp bản thân. Vì sao vậy? Bởi vì các vị phải hiểu, người tu thiền để đạt niết bàn nó khác với một người tu tịnh độ bản thân cực lạc. Cực lạc là một thế giới như bao nhiêu thế giới khác. Còn niết bàn là ở đây, người này khi hoàn toàn dứt trừ các lậu hoặc, không còn tham sân si, không còn phiền não, không còn ái nhiễm, không còn nhiễm ô, không còn chấp ngã, hoàn toàn thanh tịnh mới đạt được cái niết bàn. Niết bàn là trùm khắp không gian và thời gian. Nói chung đây là một cái thuật từ rất đặc biệt, và khả năng của các thánh đệ tử cũng như Đức Phật là người đã đạt được niết bàn. Tôi như không lệ thuộc vào tất cả các phương diện gì của trần gian cả, gọi là vấn đề niết bàn. Nhưng mà cực lạc là có cõi nước không?
Có không? Có vườn cây của chim hót không? Có ao tắm không? Có ma không? Có con người không? Có ăn uống không? Phạm tịch tinh thần không có thể uống có được. Chúng ta học kinh Di Đà. Như vậy chúng ta biết hoàn toàn. Tôi đã giảng điều này trong cái đĩa gọi là bài đặc điểm của kinh A Di Đà. Tôi đã nói Cực Lạc là một thế giới như bao nhiêu thế giới khác. Hóa ra thế giới đó là tâm nguyện của những người vãng sanh nguyện tu theo Đức Phật A Di Đà mà về. Vì vậy ở thế giới Cực Lạc nó có một cái phần gọi là phàm thánh đồng cư. Có phải không? Người phàm cũng có, tức là mang tất cả nghiệp chướng như trần gian cũng có, và các bậc thánh cũng có, mà đồng sống trong một cái môi trường, một thế giới. Nhưng mà khác ở điểm gì? Thay vì mình tái sanh lên cõi người này, có phải là tái sanh không? Mình tu thập thiện, mình tái sanh về cõi trời, có phải tái sanh không? Như vậy cõi trời là một thế giới, trần gian là một thế giới, tùy cái phước duyên tu tập. Nhưng mà bây giờ mình đem tất cả những công đức và nhân duyên có được, mình nguyện thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng là một thế giới. Như vậy ở đây mình tu qua Đức Phật A Di Đà, tu về Cực Lạc là tu theo nhân quả. Mình đem tất cả các tâm mình hồi hướng lại cái nhân, những gì mình thành tâm tu hành, mình niệm Phật tụng kinh, tất cả mọi công đức lành là cái nhân để đem hồi hướng trang nghiêm ở Cực Lạc. Thì khi nào mình giảng sanh, mình về nơi đó là cái quả. Từ nhân đến quả, đây là một nguyên lý. Các vị có diệt sạch phiền não hay không phiền não, điều đó chưa cần thiết. Nhưng mà nhân duyên các vị được tái sanh cái đã, và tái sanh về thế giới Cực Lạc. Và như vậy, nếu đã về trời, chúng ta còn phiền não không? Không còn, xong hết xuống trời rớt xuống. Vì vậy về trời cũng là những người còn phiền não, nhưng mà đủ phước duyên và nhân duyên và ước nguyện được bản thân cõi trời thì thù thắng ở cõi trời. Như vậy người tu tịnh độ về ở Cực Lạc là không được à? Như vậy ma nghiệp về Cực Lạc là không đúng à? Về Cực Lạc không có nghĩa là thành Phật, mà về Cực Lạc là một môi trường sống tiếp tục đời sống sau khi tái sanh, một đời sống của một thế giới mới. Và điều thù thắng ở Cực Lạc là về đó là nhân duyên giúp chúng ta tu hành. Vì ở nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ, trong kinh A Di Đà các vị có đọc nhớ không? Như vậy các bậc thượng thiện nhân đồng ở một nơi, và chim cũng nói tiếng Pháp, tất cả gió cũng tiếng Pháp, tấm cũng là nước bát công đức thủy, tất cả mọi điều đều là Phật Pháp dị màu. Cho nên nơi đó con người đầy đủ thắng duyên để tu hành. Giống như ở bên ngoài chúng ta rực rất là nhiều phiền phức, chúng ta tìm một môi trường tốt đẹp giống như chúng ta vô chùa để tránh bớt cái nhân duyên ràng buộc, và chúng ta tu hành tốt hơn. Người bản thân tịnh độ cũng vậy, trần gian này nhiều nhiễm ô, nhiều dục vọng, nhiều lôi cuốc, nhiều bị cám dỗ. Con người chúng ta còn tàn tâm không cưỡng lại tất cả những cám dỗ của thế gian. Mặc dù chúng ta muốn xuất thế nhưng mà tàn tâm còn nhiều nhiễm quá, nghiệp chướng còn dày quá. Vì vậy tịnh độ là một môi trường để cắt bớt những cái nhân duyên ràng buộc đó mà chúng ta tu tiến bộ. Do đó ý niệm bản thân và người đắc niết bàn hoàn toàn khác nhau. Chỗ tuyệt đối của tịnh độ là tuyệt đối giữa tịnh độ và niết bàn với nhau. Nhưng phương tiện tu tập ở cửa phẩm hoàn toàn là một con đường phương tiện, là một thế giới để giúp chúng ta tu hành. Cho nên tới nghiệp giảng sanh hoàn toàn là một tính chất hợp lý trong những người tu tịnh độ. Đừng nghĩ rằng thưa thầy con còn nhiều nghiệp chướng quá, còn nhiều tham sân si quá, con còn thương con, thương vợ, thương chồng, thương ái nhiễm quá, con còn đam mê này kia nhiều quá, biết con niệm Phật có được giảng sanh hay không? Vấn đề đam mê là cái duyên nghiệp của các vị. Nhưng mà các vị có thành tâm tu hành về mục đích này, các vị sẽ được đới nghiệp vãng sanh. Bởi vì ôm tất cả phiền não này vãng sanh là một thế giới, ít nhất các vị cũng tân vào thế giới gọi là hạ phẩm hạ sanh. Nơi đó là những chúng sinh còn rất nhiều nghiệp cả. Các vị có hiểu được đến đây chưa? Như vậy ý nghĩa đới nghiệp vãng sanh đối với người tu tịnh độ hoàn toàn hợp lý và chính xác, không có mang cái nghĩa gì mà vấn đề nghi ngờ cả. Bởi vì những người chưa hiểu được cái từ niết bàn và từ cực lạc mà có vấn đề sanh nghi về điều này. Nếu hiểu được điều này, chúng ta có còn nghi ngờ hết. Ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị trong ý niệm này đến đó, các vị có thông cảm chưa? A Di Đà Phật.